Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Hôm nay thì mình quay được cái Ranger XLS. Bản này là bản một cầu số tự động. Xe này thì khách hàng bên em đã đặt và lên khá nhiều đồ rồi. Cũng quay cho anh chị để mình tham khảo thêm. Bản này là bản mới nhất nhá. Bản đèn đã là đèn LED rồi. Thay đổi một chút về mặt ca lăng. Đó. Màu trắng như này. XLS thì nó vẫn là bản bán chạy nhất bên em. Giá niêm yết là 707 triệu. Và hiện nay cái khuyến mại và chương trình giảm thuế trước bạ đi kèm thì mà để ra biển lăn bánh gọi là cơ bản nhất thì cái mức giá nó vẫn đâu đó vào khoảng dưới 700 một chút nhé. Cụ thể như nào thì các bác liên hệ trực tiếp qua hotline đang đính kèm trên màn hình giúp em. Vì có quy định của hãng thì em không chào trực tiếp khuyến mại và cái chương trình tặng kèm trên video được. Rất mong chị thông cảm và chủ động liên hệ để bên em có thể tư vấn và hỗ trợ tốt hơn nhá. Xe này thì bên em lên rất nhiều đồ rồi. Mình có một cái xe cũng có nói là zin theo. Về cơ bản đầu tiên thì là đây, XLS nó sẽ chưa có cái khóa cụp gương. Khách hàng đã trang bị bộ tự động cụp gương. Xe này thì hiện nay đã có yêu cầu về dầu 01 giúp bên em nhé, các bác lưu ý để đảm bảo cái tiêu chuẩn khí thải. Thì các bác giờ sẽ đổ dầu 01 nhé. Đây, con này thì bên em lên rất nhiều đồ rồi. Bậc bước chân lên xuống này, bộ lót chân cao su này, trải sàn da nhé. Đây, này là trải sàn da này, lót cao su khuôn này, bậc bước chân lên xuống này, chống xước này, ghế da. Ghế da thì thường bọn em sẽ trang bị là ghế da chỉ đỏ hoặc chỉ cam như này, chỉ cam được hoa trách đó. Thường thì những cái này là khách hàng lắp thêm, nhưng hiện nay thì bán đa phần sẽ hỗ trợ tối ưu về tiền mạch. Cái bọc vô lăng này cũng là bọc vô lăng khá xịn sò rồi nhá. Logo Ford này. Đấy, các bác có thể thấy cũng được trang bị lắp đặt đầy đủ rồi. Đây, một bộ Z-Tech tích hợp màn zin luôn nhé. Cái này thì mình không cần kết nối điện thoại với xe nữa, mình kết nối thẳng qua cục Z-Tech luôn. Nó sẽ như chiếc xe này màn hình zin, nó cũng như một chiếc điện thoại thông minh của các bạn thôi, với khách hàng. Đầy đủ điều chỉnh giọng nói, điều khiển giọng nói, Google Maps, YouTube các thứ là mình xem thoải mái trên màn hình zin của xe rồi. Cam lùi thì bản này cũng đầy đủ rồi. Bác này thì làm thêm cả vè che mưa nhé. Đặc biệt là cái nắp thùng cuộn. Thanh này là thanh theo hoa trách và bên em trang bị lắp thùng cuộn cho khách hàng. Như này thì nó vẫn giữ được cái dáng của bán tải. Thật sự là bác này lên xe lên đồ cũng rất là nhiều. Bọn em cũng rất là thiện chí và hỗ trợ. Sao mà mình có cái xe nó ưng ý, nó hợp lý nhất về mặt giá cả và cái chất lượng phục vụ. Đấy, anh chị có nhu cầu có thể alo trực tiếp các bên em nhé, để mình tham khảo thêm những cái đồ chơi cho xe này, những cái tư vấn về trả góp. Như bác này thì bác vay tối đa 80% giá trị xe, đâu đó vào khoảng 450-480 triệu. Hàng tháng trả vào khoảng hơn 10 triệu một chút vào những năm đầu. Ở lãi suất hiện nay tốt nhất cho các bác hay công ty chúng ta chứng minh thu nhập, chứng minh tài chính tốt thì sẽ là 10,6% một năm trong toàn bộ thời gian vay. Và với các bác mà làm việc tự do hay là khó khăn hơn một chút về mặt chứng minh tài chính thì mình có thể liên hệ các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hỗ trợ. Mình có thể liên hệ trực tiếp qua bên em nhé, bên em hỗ trợ. Trung bình lãi suất nó sẽ rơi vào khoảng 11-12%, cao hơn một chút thôi. Đó, thì cơ bản cái xe Ranger XLS hiện nay cái lăn bánh của nó khá thấp so với giá niêm yết, nên là mình hoàn toàn có thể độ thêm những cái đồ chơi như là em vừa giới thiệu trên xe, các bác có thể tham khảo kỹ hơn. Nay thì em cũng quay nhanh thôi. Đấy, do quy định của hãng chào giá khuyến mại thì rất mong các bác thông cảm và chủ động liên hệ giúp bên em để bên em gửi báo giá qua cho mình nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.